Hello, xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay là ngày 28 tháng 4, cũng gọi như là sắp kết thúc một tháng làm việc rồi đúng không ạ? Vâng, và cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Đó. Tổng cộng của lô ngày hôm nay là gồm có 10 con các bác nhé. Và đánh dấu ký tự cửa hàng chúng em lô hôm nay là lô chữ Y, từ Y1 cho tới Y10. Và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em thì đã công khai hết trên từng con rồi. Các bác xem video ấy mà các bác ưng ý con nào rồi thì các bác hãy đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con máy nhé, để các bác đặt hàng cho nó dễ dàng nhất. Và cũng như để cho cửa hàng chúng em dễ dàng biết là các bác muốn đặt hàng con gì đó, chứ nhiều khi mà các bác tên thương hiệu này thì nó nhiều con thì nó bằng chữ Nhật nhé, thì đặt hàng thì nó cũng cực kỳ khó để cho cửa hàng chúng em thì phân biệt, nên là cửa hàng chúng em đánh dấu cái ký tự nhá, Y1, Y2, Y3 này, các bác ưng con nào các bác đọc cho em cái mã. Và cửa hàng chúng em thì free ship cho các bác miễn phí vận chuyển, và cam kết lô ngày hôm nay là chuẩn zin từ A tới Z, hàng chưa pha tạp, chưa bung chạm máy móc luôn. Trên video có sao cửa hàng chúng em sẽ nói vậy, để cho các bác tin tưởng đặt hàng của cửa hàng chúng em các bác nhá. Đó, và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, về vấn đề mà cọc kiếc rồi hình thức mua hàng thì rất là đơn giản. Liên hệ cho cửa hàng chúng em số điện thoại để dưới màn hình. Các bác gọi, các bác bảo là chốt cho em con y mấy là cửa hàng chúng em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho các bác. Các bác để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Cửa hàng chúng em ship đến nhà, các bác xem máy chuẩn đúng như viên video như thế nào, quay như thế nào, các bác nhận hàng thanh toán thôi, không cần phải cọc thêm bất kỳ gì cả. Đầu tiên là hôm lâu ngày hôm nay thì cửa hàng chúng em có một con rất là lâu rồi chưa về hàng này. Hôm nay về hàng một con máy 170C có tích hợp chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Cực kỳ hiếm, bây giờ hiện tại là rất là khó kiếm hàng Estin bãi trên thị trường luôn. Estin 170C nòng 37 ly, công suất của nó em cũng không nhớ rõ nữa, là nòng của nó là 37 ly các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên, giá 3.500.000. Con này về cho các bác khai thác gỗ đường kính khoảng tầm từ 25cm đổ lại các bác nhá. Xích sử dụng là xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cưa điện. Vâng, và tiếp tục còn xin đai qua thương hiệu ngảm dưới miền Tây, có lẽ là các bác không còn xa lạ gì với thương hiệu này nữa rồi. Xin đai qua 360, công suất của nó là 36cc, nòng 40 ly các bác nhá. Con này thì về cho các bác khai thác gỗ đường kính khoảng tầm 35cm đổ lại. Theo máy tích hợp là một cây lam Latin dài mặt cắt được 40 phân luôn các bác nha. Cây lam thì cực kỳ dài luôn. 2.850.000. Vâng, và tiếp tục là một con Echo Curit V3200, công suất của nó là 34cc, nòng 38 ly các bác nhá. Con này thì có tích hợp xả áp cho các bác, giúp giật nhẹ nhàng cây máy, giá 2.800.000. Đó. Con Y4, một con máy cưa Komatsu Zenowatt. Con này là G3200. Con này là có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Thương hiệu Komatsu Zenowatt thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. À vâng, và hôm nay thì chúng em thì nếu mà các bác nhu cầu không thích hàng bãi thì cửa hàng chúng em là có lên hai con hàng mới. Hai con hàng mới các bác nhá. Đây, con Y10 và con Y5. Một con máy cưa Yamano. Hàng này là hàng mới các bác nhá. Giá chỉ 1.600.000, công suất cực kỳ lớn 52cc. Về cho các bác khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp này. Đó. Đây, về các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít thì có thể lựa chọn con này cũng được. Cửa hàng chúng em bán rất chạy tại ngoài cửa hàng, có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác. Y5 các bác nhá. Y6 là một con máy cưa Tanaka nhỏ nhỏ, công suất 33cc. Về các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm từ 20 đến 25cm đổ lại. Con này giá 2.100.000 các bác nhá. Theo máy là một sợi xích 91. Xích này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi. Xích này là xích mới các bác nhá. Vâng, và con Y7 là một con máy cưa thương hiệu Hitachi. Hitachi đây ạ. À. Đó, giá của nó là 1.900.000. Con này về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại, 20cm đổ lại. Một con máy cưa Tanaka hệ tay dài tiếp, con này thì về cho các bác cắt gỗ đường kính là tầm 20 đến 25cm đổ lại, công suất 33cc, 1.950.000. Và con máy cưa Komatsu Zenowatt G300, con này về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại, giá của nó 1.800.000,
cực kỳ rẻ luôn về cho các bác sử dụng. Hệ tay dài các bác nhá. Vâng, và cuối cùng thì cả chúng em thì có một con tay cụt. Con này là cũng là hàng mới các bác nhá. Giá 1.800.000, tích hợp chủ giật trợ lực, câu suốt cực kỳ khỏe luôn. Về hệ thống bô của nó là hai lỗ bô, hai ốc chân lam luôn này. Đó, máy hệ máy mới cho các bác về sử dụng. Các bác nào mà thích mới keng xà beng thì các bác lựa con này, nhỏ nhẹ, nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng mà công suất cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Về các bác sử dụng thì không phải lăn tan rồi. Tích hợp chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Phần công tác công tiếc này, nó là ở đây để cho tắt mở rất là dễ dàng. Chỉ 1.800.000. Vâng, và bây giờ thì cửa hàng chúng em thì sẽ đặt máy quay xuống cũng như là để giật test nổ, giới thiệu chi tiết qua từng con máy một để cho các bác có thể nghe được tiếng nổ của cây máy để các bác đặt hàng có thể dễ dàng nhất và cũng như là tin tưởng nhất các bác nhé. Dạ vâng, đầu tiên là con máy i1, con máy thương hiệu Estin sản xuất tại Đức các bác nhé. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Á cho các bác luôn. Có tích hợp chủ giật trợ lực. Con này là hệ 170C các bác nhé. Và nòng của nó là 37 ly cho các bác về sử dụng gia đình. Thương hiệu Estin nhỏ nhỏ về sử dụng gia đình đấy ạ. Con này là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 lam. Con này mặt cắt là được bao nhiêu phân đây? Dạ lam con này mặt cắt của nó là được 38 phân các bác nhá. Gần 40 phân luôn. Cây lam cực kỳ dài. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.500.000 các bác nhá. Thắng xích đầy đủ, sử dụng xích chung 91. Xích này thì dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện này. Mua bán trên thị trường thì cũng cực kỳ dễ dàng luôn. Vâng, qua con i2 các bác nhé. Một con máy thương hiệu Shindaiwa 360. Con này thì công suất của nó là 36cc, về cho các bác sử dụng khai thác tầm trung luôn rồi. Hệ thống lốc của nó là lốc bằng hợp kim nhôm các bác nhé. Nhốt lốc hợp kim nhôm về cho các bác sử dụng nghe ạ. Thì riêng về độ này thì nó chấp về những cái hệ mà máy lốc hợp kim nhựa luôn. Đó. Nó về nó chịu nhiệt cực kỳ tốt. Sử dụng con này là cây lam dài mặt cắt là được 40 phân. 40 phân cực kỳ dài luôn các bác nhá. Xích thì nó sử dụng là hệ xích mini. Và con này thì theo máy là một cây lam Latin. Cực kỳ đẹp luôn và còn dày dặn luôn các bác nhá. Đó, đầu Latin của nó thì khá là dày. Hệ thống lam của nó là lam mũi nhọn. Về cho các bác nào mà cắt điêu khắc hoặc là về điêu khắc gỗ linh tinh ấy à, thì cũng cực kỳ thích về cái hệ lam đầu nhọn này luôn ạ. Cắt thì nó cực kỳ sướng luôn rồi. Thương hiệu Shindaiwa thì nó thiên về cái độ khỏe, độ mạnh mẽ. Nên là các bác nào mà thích vào máy công suất mà vòng tua máy khỏe, vòng tua máy cao, máy móc mà khỏe khoắn này thì lựa chọn con này là quá là hợp lý luôn rồi. Chúng em đang chào bán với giá là 2.850.000 các bác nhá. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác rồi. Dạ, qua con i3. Vâng, thì bây giờ ngoài trời nó đang chuẩn bị sắp mưa luôn rồi. Thì cửa hàng chúng em thì sẽ review nhanh các bác nhá. Còn các bác nào mà có thắc mắc cái gì thì anh cứ trực tiếp liên hệ qua cửa hàng chúng em thì các bác cửa hàng chúng em sẽ tư vấn cho các bác. Một con máy cưa Echo Kyorit 3200 V3200 các bác nhá. Công suất của này là 34cc. Đó, có tích hợp xả áp cho các bác luôn này. Vẫn là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này sử dụng xích là vẫn là xích chung 91. Xích rất thông dụng tại thị trường, bán rất nhiều. Và con này nó là xích là dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ. Lam con này mặt cắt của nó là được 30cm các bác nhá. Mặt cắt được 30cm. Có thắng xích đầy đủ luôn cho các bác. Thắng xích thì vẫn còn hoạt động tốt. 2.800.000 các bác nhá.
Vâng, còn các bác nào mà thích cái máy nhỏ nhỏ một tí xíu nữa thì có thương hiệu Komatsu Genowatt G3200. Con này thì công suất của nó là vẫn là 32cc các bác nhá. Nhưng mà con này thì có tích hợp trục giật trợ lực này. Hệ thống con này thì nó rất nhiều tích hợp được nhiều cái được luôn. Có núm bơm xăng phụ, e gió tự nhảy. Và hệ thống của nó là giảm sóc lò xo. Đó, cắt cực kỳ êm tai luôn. Vẫn là một ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Con này nó sử dụng xích là xích mini. Làm con này mặt cắt là được 30 phân mặt cắt. Và bô con này thì nó là thuộc dạng tích hợp bô là bô giảm âm các bác nhá. Bô giảm âm. Khi mà chạy nổ thì nó cực kỳ êm ái luôn. Và phần này thì nó có hai cái này này. Thì nó hơi khác khó phân biệt một tí xíu. Thì phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Còn phần bên trên này thì nó là xăng pha nhớt này các bác. Bác để ý giúp em. Tích hợp trục giật trợ lực thì rất là nhẹ nhàng rồi. Chạy cực kỳ êm đúng không ạ? Vâng thì chúng này chạy rất êm ái luôn. Vâng, và qua con i5 là một con máy cưa Yamano. Con này là hệ máy cưa mới. Cho các bác nào mà kinh phí không được cao mà cần tìm một chiếc máy mà nói chung là có thể xài ổn định một tí xíu, thì hiện tại thì cả chúng em đang phân phối một chiếc máy cưa này. Nói chung là bán thì ngoài cửa hàng thì cả chúng em đã bán nhiều rồi. Hôm nay thì còn một cây duy nhất, thì cả chúng em thì lên sóng và bán xả luôn cho các bác. Chỉ 1.600.000. Chỉ 1.600.000, cực kỳ rẻ luôn. Tích hợp trụ giật trợ lực cho các bác nhé. Còn về độ lăn tăn thì độ bền của nó thì cả chúng em đã bán rất là nhiều rồi, các bác không phải lo về cái vấn đề này đâu ạ. Đó, mà con này thì hệ này máy mới chứ không phải là hệ máy cũ đâu nha các bác nhá. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này lam xích thì nó là lam xích sử dụng xích 325, xích gần như là xích đại luôn rồi. Lam con này mặt cắt cực kỳ dài luôn, mặt cắt của nó là dài được 50 phân mặt cắt các bác nhá. Bô của nó, hệ thống bô là bô hai lỗ này, bô hai lỗ, bô giảm âm luôn các bác. Nong của con này là 45 ly, công suất của nó là 52cc các bác nhá. 52cc cực kỳ khỏe luôn, công suất trên 50cc cho các bác về sử dụng luôn. Đó, trục giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng đấy. Dạ vâng, qua con i6, một con máy cưa Tanaka nhỏ nhỏ về cho các bác sử dụng gia đình tiếp các bác nhé. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này. Tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Con này sử dụng xích là xích chung 91. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nha. Đã lên cho các bác một sợi xích mới. Còn tổng thể máy móc thì vẫn là nguyên zin nguyên bản. Con này khá là đẹp luôn, 33cc phần công suất của nó các bác nhá. i7, một con máy cưa thương hiệu Hitachi. Thương hiệu Hitachi cực kỳ bán rất nhiều rồi, hầu như lên sóng lô nào thì cả chúng em thì cũng có đều thương hiệu này hết. Giá 1.900.000, về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Xích con này sử dụng xích là xích mini các bác nhá. Và lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt. Về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-25cm đổ lại. Ah, 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 ah.
i7 con này giá 1.900.000, 1.900.000 các bác nhá. Miễn phí vận chuyển cho các bác. Vâng, i8 là một con máy cưa thương hiệu Tananka, 1.950.000. Con này là 33cc các bác nhá. Về các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 25cm đổ lại. Con này sử dụng lam mặt cắt dài được 35 phân, xích là xài xích mini. Cùng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Thương hiệu đặc trưng của thằng Tananka luôn rồi. Vâng, i9 là một con máy cơ Komatsu Zenowatt G300, giá 1.800.000, có núm bơm xăng đầy đủ cho các bác này. Con này khá là nhỏ gọn và nhẹ nhàng luôn, về cho các bác cầm đi rẫy, đi vườn đồ linh tinh ạ. Mà cần một chiếc máy nhẹ nhàng để đi cho nó đỡ nặng nhọc thì con này thì rất là phù hợp. Nhỏ nhỏ, máy móc thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-20cm đổ lại thôi. Công suất thì cũng nho nhỏ, về cho các bác sử dụng. Này em bị hết xăng mất rồi các bác nhá. Thì các bác nào mà máy móc thì cả chúng em thì đã dọn nổ ngon lành hết rồi, các bác không phải lăn tăn đâu ạ. Thì các bác nào mà ưng con này thì muốn xem lại video test nổ thì kết bạn Zalo, thì cả chúng em sẽ gửi video test nổ sau các bác nhá. Vâng, và cuối cùng thì có một con tay cụt hàng máy mới tiếp. Đó, con này thương hiệu Osaka của dòng hàng máy mới đấy ạ. Máy mới đập thùng, có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, và phần bình xăng của nó là phần bình xăng trong các bác nhá, để cho các bác căn xăng căn nhớt đồ nó cực kỳ dễ dàng. Lam con này mặt cắt là được 30 phân, và xích con này sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện, bán rất là dễ nhiều. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, phần bô của nó là phần bô hai lỗ bô xả này, cực kỳ thoáng máy luôn. Đó, con này thì nhỏ nhỏ cho các bác về sử dụng, mà công suất lại cực kỳ khỏe nữa, rất là nhạy nổ và dễ nổ luôn các bác nhé. Thoáng máy luôn, và con này thì công suất của nó là khá là ok luôn rồi. Về cho các bác sử dụng thì các bác nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn để về cắt củi bằng bắp chân bắp đùi đổ lại đấy à, mà không cần máy quá là cồng kềnh thì lựa chọn con này thì cực kỳ hợp lý nhá. Tích hợp chủ giật trợ lực thì giật khá là nhẹ nhàng rồi, núm bơm xăng phụ giúp cho mình bơm xăng lên nhanh và dễ dàng nhạy nổ, có thắng xích đầy đủ rồi, và lại là hàng mới nữa thì các bác không cần phải lo, không phải lăn tăn là hàng cũ thì nó, hàng cũ thì có thể là nó sẽ bị lỗi cái này cái kia, nhưng mà hàng mới thì đảm bảo nhà máy đã sản xuất và nó đã kiểm tra ngon lành hết rồi, đem ra thị trường bán thì các bác không phải lo về cái vấn đề đó. 1.800.000 cho con i10 các bác nhá. Rồi, và vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ hết tất cả 10 con máy. Thì các bác cảm thấy ưng ý con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa chúng em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Và cam kết cho các bác là máy móc tình trạng trên video có sao nói vậy. Đó, nòng hơi máy móc bao zin cho các bác. Máy nòng hơi thì cửa hàng chúng em đã kiểm tra hết rồi, các bác không phải lo về vấn đề nòng hơi máy móc về hàng cũ các bác nhá. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, thì cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Thì các bác hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em, thì có động lực để lên video mới các bác nhá. Rồi, chào các bác.